Và liên tục chương trình, sau đây chúng ta sẽ thưởng thức một làn điệu chèo được trích đoạn trong vở chèo cổ Lưu Bình Dương Đế có tựa đề Quân Tử Vũ Dịch do anh Mạnh Nhân và chị Hồng Thuyết đến từ đội văn nghệ của thị trấn Phong Châu thể hiện. Kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe ca khúc này. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương Tư Mã của Từ Thư, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chắc kinh em phải biết tòng ý quyền đi. Anh ơi, em bước chân đi huyền có hoàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có chút.